Khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm quận 7, huyện Nhà Bè và một phần huyện Bình Chánh. Năm 2018 dự kiến sẽ có gần 6 tỷ đô la Mỹ đổ vào để phát triển hạ tầng khu vực này. Hệ thống hầm chui cầu vượt ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ được đầu tư gần 2.600 tỷ đồng. Dự án mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát lên 30 mét. Khởi công cầu Rạch Đĩa, cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương xây cầu Thủ Thiêm 4 nối quận 7, quận 2 trị giá 5.200 tỷ đồng. Dự án tuyến metro số 4 dự kiến kinh phí đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng.